Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Video này em xin phép cập nhật cho anh chị mình thông tin về cái vấn đề là xác minh KYC video B2B của cái dự án là Sirabank anh chị. Mấy hôm nay thì chúng ta, em và mấy anh chị cũng như là quý cô bác mình cũng rất là khó khăn trong cái việc mà chúng ta tiến hành KYC video B2B này. Hôm qua là bên dự án họ đã có đăng lên một cái bài viết, em xin phép là chia sẻ thông tin chính thống từ cái nền tảng của họ nha. Chúng ta cùng vào ít giúp em ha. Sau đó anh chị vào cho em cái biểu tượng tìm kiếm, gõ cho em chữ là Sira nè anh chị. Anh chị sẽ nhấp vào cái dòng thứ 3 Sirabank có tích xanh nha. Đây là cái kênh chính thống của dự án. Đây, họ vừa tích lại một cái thông báo từ cái nền tảng là Sirachain. Ở đây Sirachain họ đăng lên, họ nói thế này: kính gửi các thành viên của Sira Family, chúng tôi đã quyết định tạm dừng hệ thống xác minh ngân hàng 2 của mình và chúng tôi đang thực hiện một số cải tiến. Chúng tôi sẽ mang nó trở lại sau. Cảm ơn vì đã hiểu. Tức là cái vấn đề KYC hiện tại á là nó chưa có hoàn chỉnh. Trong quá trình chúng ta nè, anh chị em của bác mình và mọi người chúng ta làm á, nó có những cái vấn đề bất cập, cũng có nhiều người gửi mail cho họ hoặc là vào các kênh của họ bình luận, hoặc có thể là trong cái deal của họ cũng phát hiện ra cái lỗi nó chưa ổn, chưa chuẩn, nó chưa thống nhất nên là họ tạm dừng. Nên là bây giờ chúng ta đừng có tiến hành KYC gì nữa anh chị, chúng ta cứ ngừng đi. Khi nào mà bên dự án có em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị nghe. Chứ chúng ta làm bây giờ chúng ta cũng sẽ không được việc đâu, tại vì họ đang cập nhật mà. Đó, thì em nghĩ thời gian tới họ sẽ tung ra một cái phiên bản KYC ngang hàng, nó sẽ chỉnh chu hơn, nó tốt hơn. Thì ngày hôm qua em cũng có trả lời tích của họ, nói chung là em cũng nói lên cái quan điểm của mình. Thì qua lời chia sẻ đến các bạn nè, một dự án mà muốn được thành công á, phải tìm ra cách thật đơn giản, thật nhanh, gọn lẹ nhưng phải thật hiệu quả. Còn cái việc KYC này chị thấy không, chúng ta phải đi kiếm người. Nếu như chúng ta là solo, chúng phải kiếm người này xong kiếm người kia rồi xác minh qua xác minh lại, nó rất là khó khăn cho chúng ta. Mà em nói một cái dự án mà nó làm lằng ngoằng lòng vòng như thế là cộng đồng người ta sẽ chán, người ta chán, người ta sẽ không có đồng hành. Tại vì một cái cách KYC mà đối với người ta nó không làm, nó không chuẩn, nó không ổn định đó, thì người ta cũng sẽ bất mãn, ngay cả em cũng vậy ha. Nói chung là mình nói vậy thôi chứ không phải là mình bôi bác cái dự án đó chị. Dự án họ làm ăn rất là ok, rất là chuẩn nha, nhưng mà có những cái hướng đi nó sẽ không ổn định, nó không chuẩn thì chúng ta chờ bên dự án họ sẽ update. Dự án nào cũng vậy, khi ra nó cũng phải có lỗi, có lỗi người ta vá lỗi, người ta mới ra một cái phiên bản mới tốt hơn. Rồi người ta sẽ, quan trọng là cái dự án đó có lắng nghe ý kiến từ cộng đồng hay không nữa anh chị. Rồi em nói luôn ha, cách KYC B2B video vừa rồi rất dài dòng, rất khó cho mọi người và rất nhiều người đã chấp nhận dừng lại vì không thích làm, vì không thích cách làm của các bạn. Mỗi dự án sẽ có tầm nhìn, hướng đi và cách làm việc khác nhau. Đó là em nói chung hết tất cả các dự án, chứ mình đừng lấy dự án này mình so dự án khác là cũng không đúng anh chị. Nhưng á, làm sao phải cho thật đơn giản nhất có thể, chắc chắn sẽ thành công. Rồi em cũng chia sẻ, em là một trong những admin quản lý kênh YouTube hen, và chúng ta đến từ Việt Nam thì em cũng mong tất cả thành công. Ở đây cũng có rất nhiều cái ý kiến bình luận của anh chị cũng đồng tình với quan điểm của em ha. Đó, cái này là mình chia sẻ quan điểm của mình cho bên cái dự án họ nắm, chứ không phải là em bôi bác dự án. Nói chung là em thấy dự án này rất là ok, nhưng mà cái chỗ này thì nó hơi là chưa có được ổn. Đó, thực sự á là họ chưa có công bố trên cái nền tảng chính của họ. Còn cái việc chúng ta làm hổng gài là tự ý chúng ta tự biết, tự chia sẻ cho nhau rồi chúng ta làm. Chứ bên dự án nó chưa có đưa ra thông tin chính thức. Đó. Còn cái này á, lý do là nhiều người phản ánh quá nên là họ cập nhật cái này cho chúng ta an tâm hơn. Anh chị em, khi nào mà bên dự án đưa ra chúng tôi đã chính thức xác minh B2B, các bạn vào làm, mà chúng ta làm nó khó khăn này kia thì chúng ta mới nói là dự án họ làm sai. Còn là dự án họ chưa đưa ra thông tin chính thức là tại do mình cố tình mình làm. Đó. Em nói như vậy cho chúng ta nắm ha. Rồi. Chung là đây cũng là một trong những cái giai ở, đây cũng là một trong những cái dự án đang trong cái giai đoạn là nước rút, đang tiến hành là KYC và bắt đầu mainnet. Đó, anh chị thấy nè, em nói thêm giống như dự án IC, anh chị thấy không? Nó họ có những cái bước đi khác, cái cách KYC biểu cảm của họ cũng khác hơn các dự án thường, rồi ngay cả cái xác minh bước 2 của họ cũng khác. Nhưng mà thực sự nó rất là nhanh, rất là gọn và nó rất là lẹ luôn, nó rất là chuẩn luôn. Và đến giai đoạn này, cái vấn đề mà lít sàn họ cũng có 4 cái điều kiện cơ bản, thì anh chị đạt được cái điều kiện đó là chúng ta đã nhận được rồi.
nó không có màu mè, không có cầu kỳ anh chị ha. Thì chúng ta chờ đợi em sẽ update tiếp trong thời gian này. Nên bây giờ anh chị xem được cái video này mà ai chưa KCB2B á thì chúng ta nên ngừng, đừng có vội, đừng có sợ gì hết á. Em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị trong thời gian tới nha. Rồi em xin phép vào trong cái quý MetaMask em chia sẻ thêm. Nhưng mà hàng ngày chúng ta vẫn làm được hai cái đồng SC nha anh chị, cố gắng làm nha, đừng có bỏ nha mọi người. Tương đối là lắc nha anh chị ha. Nếu mà lắc quá thì chúng ta nhấp vào cái chỗ số 3 nè, chúng ta xóa cái tab nó, sau đó chúng ta nhấp vào dấu cộng. Cô bác anh chị mình gõ cho em Jira chain.com. Thực sự nó đang rất là lắc anh chị. Rồi lắc quá thì thôi, em xin phép là thoát tạm thoát ra một cái ha. Rồi em cập nhật thêm cho cô bác anh chị mình nắm á, là cái dự án IC. Rồi chúng ta vào trong cái nền tảng X nha, anh chị gõ cho em chữ là IC nè anh chị. Anh chị chúng ta nên liên kết vào cái gì ạ? Họ có thông tin mới nè, họ nhắc nhở chúng ta về cái vấn đề là thêm cái địa chỉ sàn OKX vào cái ví, vào cái app IC nha, để chúng ta không có phải tốn ga này kia hết nha anh chị. Rồi ở đây có số anh chị hỏi em á là phân phối 10% phải không ạ? Thì em chia sẻ cho chúng ta thêm nè, ví dụ em lấy ví dụ nha. Đây là cái phần IC chúng ta không khóa, ví dụ anh chị đào được 1 triệu đi, mà chúng ta khóa 75%, chúng ta còn 25% đúng không ạ? Ví dụ còn cái anh chị khóa bao nhiêu năm em không nói nha. Tức là chúng ta khai thác được 1 triệu đúng không? Chúng ta khóa 75% thì chúng ta còn được 25%, đó là 250.000. 250.000 này. Rồi, trong vòng 10 tháng anh chị cứ chia cho em 10. Đó. Tức là sao ạ? Là 1 tháng chúng ta sẽ nhận được 10%. Họ sẽ phân phối đều ra cho chúng ta tổng 10 tháng. Đến tháng 10 là cái mạng IC này mở, thì mỗi tháng chúng ta sẽ nhận được 25.000. Anh chị hen. Giống như vài hôm nữa chúng ta sẽ nhận được thế này. Ví dụ như là em khai thác được 861.000 nè. Em nhân cho 25 nè. Đó, em chia cho 10. Đó là được 21.000. Rồi, nếu mà nó list sàn giá, em lấy ví dụ 0.17 là thế này, còn nếu mà được 0.5 là thế này, mà nếu nó có 0.02 thì chúng ta sẽ được ít hơn, thì cái này tùy theo mỗi người nha anh chị. Rồi ở đây để em check cho anh chị xem là cái con chắc tóc cành của nó xem sao nha. Anh chị tốt nhất á, chúng ta nên liên kết thẳng cái ví sàn luôn. Ai chưa có cái sàn OKX á, có thể xem dưới phần mô tả nha. Để chúng ta khỏi tốn ga, tốn gì hết khi nó list sàn lúc 17 giờ chiều ngày 19 tháng 1 năm 2024 là chúng ta có, chúng ta bán luôn. Ở đây á, khi anh chị vào thì chúng ta thấy thế này, chưa có thấy cụ thể anh chị ha. Đây nè. Cái này chúng ta chờ đợi mọi người, em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị. Ngày mai là ngày 17 rồi, có thể là chiều ngày mai bắt đầu họ sẽ phân phối cho chúng ta những cái người nào đạt được kiện AirDrop. Em á, là em khóa full rồi nên là em cũng không có để dùng anh chị ha. Đây nè anh chị. Những anh chị nào mà KC rồi á, KC bước 2 xong á, chúng ta sẽ có cái tích xanh bên phải nè. Và em xin phép vào trong mấy anh chị cộng đồng cùng với em nha. Em sẽ vào những anh chị bậc 1 nè, tức là tuyến 1 của em á. Người nào có tích xanh ở dưới bên phải là những người đang khai thác. Những người nào ngừng á, là nó sẽ ẩn cái tích xanh đó và nó sẽ có chữ bin. Và những ai có cái dấu tích xanh bên phải giống như bên ít vậy đó là chúng ta đã KC xong rồi. Anh chị thấy nè.
thực sự là bỏ khá là nhiều ha, tùy tùy theo mỗi người. Rồi em xin phép dừng video nha anh chị, để em check xem coi nó vào được hay chưa. Hiện tại rất là lắc anh chị, chúng ta cũng không vội vàng để chúng ta vào đâu, chủ yếu mình vào mình lam nha. Còn KC anh chị cứ tạm ngừng cho em nha anh chị. Em sẽ update cho mọi người thông tin nhất sớm nhất có thể. Anh chị chúng ta vào cái kênh của em á, vào cái phần video, khi một cái dự án nào mà em đã tham gia, khi mà nó có thông báo cập nhật mới, em sẽ up video lên và gửi đến quý của anh chị mình. Chúng ta vào chúng ta xem để chúng ta cập nhật nắm thông tin mới nhất từ dự án anh chị nha. Rồi em xin phép dừng video nha mọi người. Hiện tại nó khá là chậm nên là em không có vào được.